chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình nhận được sự tài trợ của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép và nhãn hàng nước uống Ion Kiềm cao cấp đầu tiên tại Việt Nam, Ion Life, giúp khỏe ruột, mát da, món quà sức khỏe dành cho mọi người đã đồng tài trợ cho chương trình. Quý Linh viết ngay bây giờ, quý vị đang ngồi cạnh nồi bánh chưng, đang chuẩn bị cúng ông bà, dọn dẹp nhà cửa, đang chuẩn bị một cái Tết. Bởi vì sáng mai là chúng ta đón mùng 1 Tết rồi quý vị. Không khí có thể nói đang rất là ấm áp. Trước thềm năm mới thì Quỳnh Linh, Ngọc Lan cũng xin chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng ta sẽ chào đón năm Quý Mão, năm 2023. Và nhớ đón xem chương trình chúng tôi, Bạn Muốn Hẹn Hò. Ngay bây giờ, Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Mọi người đánh giá thì em là một cô gái ngoan, hiền và giỏi. Từng nói với lòng là em sẽ không bao giờ mà la vợ hay là quánh vợ gì hết. Nghĩa là lúc nào cũng hết mực yêu thương vợ. Muốn có một người bạn trai đầu tiên là phải là người biết lắng nghe và chia sẻ. Đó, mà để lắng nghe được. Mình đỡ nghe giỏi. Gái lắng nghe rất là giỏi. Rất giỏi nhưng hiểu liền không? Hiểu thì từ từ hiểu. Nếu mà hai người cãi nhau á thì mỗi người bớt miếng, cũng như là anh sẽ tự dằn lại một mớ và người vợ cũng sẽ tự dằn lại một mớ. Mời nhà trai. Ngồi đi anh trai. Mời nhà gái. Thôi, bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, xin chào chị MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào em. Em tên là Hữu Ân, em đến từ Bạc Liêu ạ. 34 tuổi. Bạc Liêu em làm gì? Dạ, Bạc Liêu em thì nuôi tôm. Nuôi tôm thì đó là công việc hàng ngày, còn công việc của em là lái xe và dạy lái xe. Rồi. Mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Bé Hên, hiện tại là nhân viên văn phòng tại thành phố Long Xuyên ở tỉnh An Giang. Cái chữ bé nó thấy thường gì đâu vậy trời. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em hiện tại 32 tuổi ạ. Cũng gần gần bên nhau đó. Nhà trai có ưu điểm khuyết điểm gì nào? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết hát chút chút, biết cơ ăn chút chút. Rồi, vậy còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm của em là hơi bị nhát gái. Rồi, còn nhà gái? Như mọi người đánh giá thì em là một cô gái ngoan, hiền và giỏi. Em là người rất có trách nhiệm với gia đình cũng như công việc, biết suy nghĩ cho người khác và rất là nhiệt tình với bạn bè, nên luôn được mọi người quý trọng. Còn điểm yếu của em là em rất là mù đường, nhưng mà lại thích khám phá. Rồi đó rồi. Sử dụng Google Maps nhé chị. Một chút nữa là mình yêu cầu người bạn trai của mình là giỏi đường và sẽ chở mình đi. Bên dạ. Đây là dạy lái xe nó rất rành đường rồi. Dạ, em tài xế dạy mê đi phượt đó chị ơi. Đó, hợp luôn. Rồi, bây giờ thì mình nói chút xíu về đường tình duyên đi em trai. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình thứ nhất cách đây là năm em 22 tuổi. Thì em có quen cô gái được 2 năm, nhưng mà do không được tuổi ấy, nên phải chia tay. Còn mối tình thứ hai ấy, thì em chia tay cái đây cũng 6 năm. Tại vì nói chung hai người không hợp nhau, do lúc đó em công việc cũng nhiều quá, em không có thời gian chăm sóc cho bạn gái. Cái này mình phải rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. Gần đây nhất của em ấy, thì quen nhau cũng gần 2 năm. Nhưng mà lý do chia tay là em cảm nhận là bạn ấy không hiểu gì về em. Dù rằng em đã nhắc đi nhắc lại sở thích hay là cái nhu cầu, cái ý muốn của em, nhưng mà lần nào cũng như lần nấy, bạn ấy cũng đều không, y gan là không còn nhớ, không có nghe, không nhớ gì hết trơn á. Coi như là luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu đó. Dạ đúng rồi. Đúng không? Người ta chia sẻ quá nhiều mà không hiểu thì ta buồn, đúng rồi. Em được gái lắng nghe rất là giỏi. Rất giỏi nhưng hiểu liền không? Hiểu thì từ từ hiểu. Rồi bây giờ cô gái của chúng ta nè, em muốn có một người bạn trai như thế nào? Em muốn có một người bạn trai đầu tiên là phải là người biết lắng nghe và chia sẻ. Đó, mà để lắng nghe được. Đó, nghe giỏi. Công ăn việc làm ổn định, có trách nhiệm với gia đình như mấy anh gửi của em vậy đó. Rất là thương vợ, thương con. Nói chung là yêu thương em. Được không em trai? Dạ được ạ. Tiêu chí nhà gái đưa mình thấy mình đáp ứng đủ không? Dạ em thấy đủ gần hết luôn rồi. Gần hết luôn hả? Dạ. Em từng nói với lòng là em sẽ không bao giờ mà la vợ hay là quánh vợ gì hết. Nghĩa là lúc nào cũng hết mực yêu thương vợ. Được. Đó, bên nhà trai sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà gái. Còn mình muốn có một cô gái, một hình mẫu lý tưởng thế nào nè? Cô gái đó
cao cỡ 1m55 là được rồi, không cần cao lắm đâu. Gì nữa? Chào em. Chung hiền, nói chuyện lễ phép với người lớn. Rất là hiền luôn. Được không? Được. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với một đại gia đình của em, gồm có ba chị mà một em gái, hai thằng cháu. Dạ em đại diện cho nhà gái. Bạn này cũng được nhưng mà ở xa, không biết bạn có thời gian mà vừa hẹn hò được với bé hơn không, tại vì Bạc Liêu với ở An Giang cũng khá xa đó. Dạ em đi An Giang hoài à chị. Em thường xuyên đi An Giang lấy hàng. Cũng đâu có xa gì mấy. Dạ, đâu xa cũng khoảng đâu. Chưa được 200 cây. Ừ dạ. Với em là gần rồi đó. Ăn thua hai bạn, nếu thấy hợp nhau thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ mình cảm ơn nhà gái. Dạ. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ em đi với anh hai em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chỗ ăn á thì cũng hiền lắm. Hồi đó giờ quen bạn gái thì cũng chưa thấy được người bạn gái nào dẫn về nhà chứ, quen ở đâu á. Dẫu á. Nay cũng 3, 4, 5 tuổi nhưng mà không biết uống rượu uống bia chứ. Còn về bạn gái ở đây thì theo Hiếu thấy thì cũng có vẻ ổn rồi đó. Có thể chốt được. Chốt được ha. Nhà gái em hiền lắm á, dễ thương mà. Ông đi lên cái này là mắc cỡ, đâu có cho gia đình biết đâu. Tại vì anh hai thì anh hai sống ở trên Sài Gòn cho nên là lên đây nói với anh hai thôi. Ở dưới nhà mẹ đâu, thực sự là chưa hay nữa. Nhưng mà mọi người rất là mong. Thì cũng hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho nhà trai và nhà gái gặp nhau thôi. Mở rào. Cảm ơn bạn. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một quyển sách gửi tặng anh. Cảm ơn em. Cảm nhận về nhau xem lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Lần đầu tiên em thấy anh, em có cảm nhận sao? Thì nãy giờ nghe anh tâm sự á, thì cũng thấy anh hiền nhưng mà một vấn đề mà em giống như chị em e ngại á. Tại vì em là người sống tình cảm nên em cũng thích tìm hiểu một người gần. Nói chung mà có nhiều thời gian để quan tâm chia sẻ với em á. Thì anh thấy vấn đề đó có vướng bận gì với anh không? Không, nói chung là vấn đề đó không vướng bận với anh hết á. Tại vì công việc anh ấy cũng đi tới đi lui được, thời gian anh có. Chứ không phải là anh cứ tối ngày cứ mà đi công việc ở dưới quê. Thì khoảng cách thời đối với anh không có là vấn đề. Xưa người ta có, nói chung em cũng có nghe người ta nói một câu á, là tình cảm của người đàn ông á, muốn biết họ nhiều như thế nào á, là xem lúc mà hai người giận nhau, cãi nhau, thì người đàn ông đó có chịu, nói chung là hạ mình xuống để dung hòa cái mối quan hệ hay không? Thì quan điểm của anh là như thế nào về cái câu đó? Đối với anh á, thì nếu mà hai người cãi nhau á thì mọi người bớt một miếng, giống như là anh sẽ tự dằn lại một mớ và người vợ cũng sẽ tự dằn lại một mớ. Còn nếu mà cãi nhau quá nhiều á thì như tính của anh á là anh sẽ im lặng. Dạ tại vì em cũng giống anh là thường á, khi mà có mâu thuẫn xảy ra thì em sẽ là em không có giống như những người khác mà la lên hay là gì hết. Em sẽ im lặng mà quan sát cái cách mà đối phương có lo lắng quan tâm cái cảm xúc của em hay không, và họ có tìm hiểu vấn đề là tại sao. Nói chung là em sẽ thể hiện là em không có vui để coi là người đó có quan tâm em hay không. Thì nếu anh im lặng luôn thì cái này hơi khó á. Thì anh nghĩ cái vấn đề này nó có giải quyết được hay không? Không, nói chung á thì anh không giỏi về lời nói. Nhưng mà anh được cái là anh rất là quan sát. Anh sẽ nhận ra được điều đó. Dạ. Vậy nãy giờ tiếp xúc á, anh thấy em là người như thế nào? Có hợp gu với anh hay không? Có lẽ là hơn anh mong đợi. Không có chỗ nào ngon bằng chỗ này đâu. Bấm đi em. Tìm gái. Tiềm lực kinh tế ngon em ơi. 3 2 1 Bấm. Hai bạn là tôi rụng tim quá. Bây giờ nó hung cái nó còn rung hơn nữa nè. Rung cái đám xỉu luôn. Hả? Đi. Đi xin phép mấy chị. Ngay má, ngay má, thích vô.
Thơm. Thật ra khó tìm những mảnh ghép mà nó hợp đến mức như vậy đó. Anh thấy là như thế. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Bộ bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life, khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chỉ một câu thôi, chúc hai bạn hạnh phúc và sớm lấy nhau giùm tôi. Nha. Dạ. Dạ. Rồi. Ok. Có những người ta thấy hạnh phúc trước mắt, người ta không chịu chăm sóc, thì khi nó mất đi rồi chúng ta mới thấy tiếc. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh và Ngọc Lan đến với cặp đôi thứ hai. Từ cái ngày mà em ly hôn là năm 2015 là em cũng có một mớ nợ rồi, hai đứa nhỏ nữa. Nó chồng chất lắm, nhiều lúc em nghĩ là em cứ buông xuôi thôi. Còn nhà em thì bỏ đi đóng cửa, nói chung là ngày hôm qua về thì nó hoang tàn sơ sát, đau lòng lắm anh. Em có mỗi là mối tình đầu tiên với chồng em ạ. Kiểu vợ chồng không còn tình cảm gì với nhau nữa. Anh cứ hơi tí là đánh em. Trời ơi, cặp đôi sóng gió. Sao anh? Bạn muốn hẹn hò ngày cuối năm. Cái mà chị ấy cần là mình đáp ứng được hết. Dạ. Cho nên là mình thấy là cũng giống như là mình đã nhẹ lòng được một mớ rồi đó. Dạ. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Mời nhà gái. Rồi bây giờ em trai với em gái đang có mặt ở sân khấu rồi. Mời em. Em chào MC Quyền Linh. Chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả đang ngồi đây. Tôi tên là Lê Thanh Tuấn. Năm nay 42 tuổi. Tôi đến từ thị trấn Chợ Lách, Bến Tre. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Thạnh. Ở Bến Tre mà làm việc Bình Thạnh hả? Dạ, tại đi chạy ráp anh. Vợ. Chạy ráp để mình để dành tiền rồi mình cưới vợ, hay là mình chạy ráp để mình chạy vòng mình nghĩa coi có cô nào mà hợp ý với mình không, mình nhào vô liền. Thật sự ra kinh tế ở nhà thì nó không đến nổi. Dạ. Mình chạy ráp là để được mình trải nghiệm, cho mình thật sự là mình va chạm với những cái điều mình cần tìm á Ngọc Lan. Cũng hay. Em phải hỏi cho rõ là vậy đó. Tức là chạy ráp để trải nghiệm chứ không phải khó khăn mà phải chạy ráp. Dạ đúng rồi anh. Thật ra chạy ráp giờ cũng khá lắm chạy nha. Ráp bây giờ có tiền lắm đó nha. Thôi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Thị Thắng. Năm nay 43 tuổi ạ. Dạ. Quê quán là ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Hiện tại em đang sinh sống làm việc ở tại Sài Gòn ạ. Chị em làm công việc là công ty thực phẩm đông lạnh ạ. Ở đâu, ở quận nào vậy? Tân Bình ạ. À, Thắng làm ở Tân Bình luôn ha? Dạ, em ở đó luôn ạ. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì hả Thắng? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và sống có trách nhiệm với gia đình, giống tình cảm ạ. À. Dạ. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính một chút. Nhưng mà kiểu là nói xong là thôi chứ không có để bụng ạ. À. Dạ. Rồi Tuấn cũng nói cho bên nhà gái nghe đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là nói được làm được. Và cái gì cũng vậy, thật là trước mắt hết. Thật nhất có thể. Thật lòng. Dạ đúng thật rồi. Tâm. Còn cái khuyết điểm là ít có giao tiếp với bạn bè. Thật sự với anh luôn, bây giờ em nói thiệt anh, năm nay em là 42 tuổi rồi. Chơi với một thằng bạn trai duy nhất thôi. Có người bạn thôi. Dạ đúng. Trời, cuộc đời nó cô đơn vậy đó hả? Không phải anh, tại vì bây giờ nó thẳng ra từ cái ngày mà em ly hôn là năm 2015 là em cũng có một mớ nợ rồi, hai đứa nhỏ nữa. Nó chồng chất lắm, nhiều lúc em nghĩ là em cứ buông xuôi thôi.
cũng trời khu khiến sao thì cũng làm ăn dựng lời trả nợ hết rồi, bây giờ lo cho con cái nó đề về rồi. Em cưới vợ từ năm nào? 2010 là 2015 ly hôn. Mấy con? Dạ hai cháu trai, đứa lớn là 11 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi. Và con ở với ai? Dạ con thì theo tòa thử là mỗi đứa một đứa. Thì cái thời điểm đó là bé nhỏ nó còn giống như là nó chưa có thôi bú á. Thì em mới nói là bây giờ em nuôi đi rồi sau này nó lớn rồi tôi bắt hết, con tôi cũng để cho em nuôi. Đó, thì bây giờ là hai cháu nó đang ở với bà nội dưới quê á. Ở với bà nội? Còn nhà em thì bỏ đi đóng cửa, nói chung là ngày hôm qua về thì nó hoang tàn sơ xác đau lòng lắm anh ơi. Nhà em chờ lách, như có trồng vườn không? Dạ có anh. Đây, cái cây vườn mới hái ngày hôm qua đó hả? Dạ, nó đủ thứ trong đó hết. Chỉ có nhỏ em thì nó rồng sầu riêng gặt là một hát rưỡi. Nghĩa là giờ em lên đây em ở trọ? Dạ đúng rồi. Trời, ở dưới quê thì có vườn tược. Anh ơi, nhưng mà sau khi ly hôn thì từ đó đến nay anh có cái mối tình nào nữa không? Cũng nói với Ngọc Lan là trước dịch là mình cũng có gặp một cái người con gái đó là rất là nhỏ, 23 tuổi thôi. Thấy người ta có tâm á, mình cũng tiếp xúc một vài lần, xong nó thành tình yêu. Nhưng mà em á, thì em cũng có muốn là lấy người vợ trẻ để sau này cái tương lai người ta nó không như ý muốn á. Dạ. Thì mới khuyên là thôi em đi lấy Hàn Quốc đi rồi em lo trả hiếu cho cha mẹ đi. Còn theo anh là gánh nặng lớn đó. Rồi vậy cái trời xui khiến giao dịch nó ập tới là mất liên lạc luôn. Trời ơi. Rồi mối tình thế nào nữa không? Là kế đây là vừa đây là bị một mối tình, cái chị đó cũng làm ở Lotte Te, còn ở với chồng mà lừa dối em là chưa ly hôn rồi thì nó vô nó, em cứ nghĩ tập trung vào đó là được, là cưới về là lo cho cha mẹ thôi. Mà cuối cùng là cái bữa đó chở đi ăn xong cái chồng của ta đang ngồi đó, nó nói anh ơi chồng em nó ngồi đó nó biết kìa, thôi em xin lỗi anh, nhưng là rồi từ đó là chia tay luôn tới giờ. Phận trai 12 bánh nước quá. Xong câu chuyện này chắc có người nhiều người chạy ráp lắm á. Thôi mời nhà gái đi, thôi tôi kể họ cũng lòi ra thêm vài mối tình nữa mệt lắm á. Mình có bao nhiêu mối tình rồi chị? Dạ em có mỗi là mối tình đầu tiên với chồng em ạ. Thì là hai người yêu nhau được 6 tháng hay là kết hôn năm 1998. Mở lò gạch thuê công nhân làm ăn, mua ô tô nữa. Em năm 2017 em đi sang bên Malaysia làm được 6 tháng thì là chồng em điện sang bảo là ở nhà đã có bồ rồi. Thế xong là cho bồ nữa nói chuyện với em, bảo là thôi bây giờ hai người xa nhau như thế không còn tình cảm nữa thì ly hôn đi để anh ấy lấy người ta. Cảm ơn anh. Đó tôi cũng thấy xót xa rồi. Xôi người luôn á, em ôm chị một cái. Cảm ơn chị. Bây giờ mình xóa hết đi. Tối nay nấu nồi canh khổ qua to thiệt to. Đúng. Ăn cho ăn khổ qua luôn nha. Rồi bây giờ chị nói với Ngọc Lan biết là chị có một cái mong muốn về người bạn trai mình như thế nào nè. Em mong muốn một người bạn trai là biết lắng nghe và biết chia sẻ và biết đồng cảm cùng hoàn cảnh với em, và không được gia trưởng, không được cờ bạc, rồi không được nhậu nhẹt, rồi về lại đánh vợ con. Thôi yên tâm đi chị. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không. Đó giờ có chửi vợ đánh vợ gì không? Không bao giờ. Có không bao giờ đúng không? Nhẹ, không bao giờ. Rồi. Trời ơi, cặp đôi sóng gió. Sao anh? Bạn muốn hẹn hò ngày cuối năm. Bây giờ mời bổ tay cái cho những cái gì. Đúng đó. Rồi. Ui. Ui. Rồi bây giờ anh thích một người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ thì mình chỉ cần người đó thật với mình từ đầu. Thứ nhất. Thứ hai là làm lo cho con cái, cha mẹ còn đó. Đâu có cần gì nhiều đó, mình mua một món quà nhỏ nhẹ mình gửi về thôi, cha mẹ cũng vui. Nhưng mà cái anh cần ở đây đó là không biết cái người bên đó có đáp ứng được hay không thôi. Anh nói luôn. Đến với nhau rồi, sống ở đây hay là ở dưới quê mới quan trọng điều đó. Tại vì ở dưới quê hương thiệt từ bây giờ là chỉ còn mình bà già. Mà muốn lấy vợ về quê đúng không? Dạ đúng anh. À làm dâu đúng không? Dạ. Em có về làm dâu được không? Dạ được ạ. Được, rồi, bên đây về được. Bên đó về làm dâu được. Bây giờ hỏi em gái người đi dai. Em gái nó đi với ai? Em đi một mình ạ. Một mình? Để em. Anh đi với ai? Một mình. Để anh Linh. Thôi bây giờ rồi. Thôi mở rào cho đúng hai rồi. Bên gặp mặt trực tiếp đi nha. Mở rào. Mình nói chuyện vui nha. Không nhắc chuyện cũ nữa nha. Không nói chuyện buồn nữa nha. Tặng quà đi nào.
cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Quà ba con heo này ý nghĩa là em muốn góp gạo thổi cơm chung với anh ạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. À, cảm nhận về nhau thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt với em, anh cảm nhận về em như thế nào? Trái tim mình cũng có rung động đấy. Dạ. Nhưng mà cái hoàn cảnh của em thì nó bi đát hơn cái là bị vũ phu với bị ông chồng gia trưởng á. Dạ. Là bao nhiêu đó đủ để anh chấp nhận em rồi. Dạ. Còn anh là đàn ông mà. Dạ. Tình trường của anh thì anh trải qua cái gì là anh nói thật hết rồi. Dạ. Cái câu mà em nói là gạo thổi cơm chung mà đúng theo cái kiểu của anh xin lỗi nha ngoài Bắc á. Dạ. Là anh hiểu. Dạ. Tại vì bây giờ anh ở dưới quê á, mẹ thì cũng đơn chiếc, một nhà một mình coi hai cái nhà đi tới lui già cả nó không yên tâm. Dạ. Rồi cái cuối cùng anh muốn em bỏ hết cái quá khứ đau buồn của mình đi. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em cũng thấy anh là dễ thương và chân thật, dễ mến ạ. Thì em cũng mong anh là cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau ạ. Thế nếu dụ sau này mà lấy nhau về rồi ấy, tiền nong thì là do ai quản lý ạ? Nói thật ra thì hồi xưa giờ anh có giữ tiền được, còn là vợ giữ không à? Dạ. Đó, cho nên em yên tâm vấn đề đó đi. Đứng đây nói sát sát luôn cho nó, nói gần một chút xíu nào. Đưa cái tay lên đây luôn, đó. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói luôn đó. Cái này là nói trước luôn nha. Dạ. 8 tháng 3, 14 tháng 2 gì đó, anh không có sến, anh không có tặng bông luôn nha. Dạ. Nhưng cái gì anh sắm cho em là nó phải có giá trị. Dạ. Anh chỉ nói vậy thôi. Dạ. Thì từ nhỏ lớn lên em cũng chưa được từng ai tặng hoa bao giờ. Cái chuyện đó nó không là vấn đề anh ạ. Quan trọng là tình cảm mình dành cho nhau. Nắm tay em anh cảm thấy sao? Thì anh cũng thấy là nó đập loạn xạ. Dạ. Cứ bấm nút cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu anh ạ. Rồi. Yêu là cứ bấm, thích là cứ bấm. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nhé. 1 2 3 Chính thức là hai bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Chúng ta cũng đã tổn thương trong tình yêu rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để chữa lành những cái tổn thương đó. Hãy đem đến cho nhau thật nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Một nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng quyến rũ coi. Trời ơi, hôn sâu. Người ta chân thành như thế, chân tình như thế. Thôi, chúc cho chúng ta thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm 2023 này gặp thật nhiều niềm vui, đặc biệt là tình yêu nhé. Hãy cố gắng hỗ trợ cho nhau, yêu thương nhau để chúng ta có thể bù đắp những cái gì mà đã mất mát trong cuộc sống này. Yeah. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh. Đây là phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, một lần nữa chúc cho tất cả chúng ta thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống này. Chúc mừng anh chị. Dạ, dạ. Mừng anh chị. Hạnh phúc quá quý vị ơi. Ngày cuối năm chúng tôi vẫn còn kịp để mà share duyên cho hai cặp đôi. Và hy vọng rằng những cái gì không vui của năm cũ sẽ được khép lại, để rồi đón nhận những điều tốt đẹp nhất của năm mới, năm Quý Mão 2023. Chúc cho tất cả chúng ta thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina K-Way, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép và nhãn hàng nước uống Ion Kiềm cao cấp đầu tiên tại Việt Nam Ion Life, giúp khỏe ruột mát da, món quà sức khỏe dành cho mọi người đã đồng tài trợ cho chương trình. Và bây giờ chúng tôi xin được chào tạm biệt các bạn, chào tạm biệt năm cũ và chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.